Chào mọi người nha, Điền Mai Thành Đạt Channel hôm nay lại tiếp tục review về các sản phẩm điện từ, điện lạnh, điện nước, điện dân dụng. Thì hôm nay mình có lắp cái bình nóng lạnh cho khách hàng tại gần nhà, cách nhà khoảng tầm 5 cây. Thì bình đến mình lắp xong thì mình kiểm tra về hệ thống đường nước, nhà họ rất là thấp và đang sử dụng một bơm kích áp dòng 200, dòng 200 có kinh 2 liter dành cho mình nóng lạnh và mình cũng xem. Thì khi mình lắp xong thì mình kiểm tra áp đây các bạn nhé. Đấy, các bạn nghe đây này, bình này người ta đang ở máy này, người ta đang chạy cái giật kêu rất là to và nó không đều nước. Dương đây, bình này cũng chậm, chậm rõ nhất là này. Đấy, bạn này gạt, mình gạt sang hết bên lắm là giật mà sang bên lạnh thì nó kêu tròn tiếng đều. Như vậy là mình phải điều chỉnh lại, nếu mà mình để giữa nó kêu thì mình sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh cho các bạn biết là cái điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp với lại tiếng máy sẽ kêu tròn tiếng, không có giật giật như thế. Bạn nào yêu thích kênh của mình cho mình xin một like với cái kênh nhá. Và bạn nào muốn mua sản bất kỳ một sản phẩm nào thì liên lạc với mình link mình dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh. Thì đây các bạn này, trong cấu tạo của con máy này thì đây là bình áp này, bình khí này, và đây là cái phao này đóng mở khi nước căng nó sẽ ngắt mạch này, nước đi qua nó sẽ mở đóng lại cái phao này. Phao này là phao cơ các bạn nhé. Đây là phao cơ, các bạn nhìn thấy không có bì điện tử này, phao cơ. Thì cách điều chỉnh như thế nào thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn thấy, đây mình nữa này, khi nó chạy nước chạy qua nó sẽ nâng cái cần này lên này. Nó chạy, nó thông hai mạch này, nó thông hai mạch này với nhau. Đấy. Thì cách điều chỉnh như nào thì đầu tiên các bạn mở cho mình cái vòi nước nhé. Đây mở cho mình cái vòi nước này nhé, gạt hết sang bên nó kêu rồi 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 cho bạn nhé. Cứ bên nào nó kêu rồi 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 các bạn mở ra các bạn điều chỉnh. Đây bạn nhìn nó ngắt, nó ngắt. Đấy, nó nguyên trục này. Thì trên nóc nó có một cái nút xoay này các bạn này, cái nút xoay đây các bạn nhìn xoay cho mình. Đấy, xoay như thế này. Thế khi nào nó nghe tròn tiếng các bạn nhé. Là được, để mình xoay. Đây vâng các bạn, đây cái nút các bạn chọn là nút này này. Đấy, các bạn chọn cái nút này, điều chỉnh cho nó tròn lại tiếng. Đó, đây là phao cơ các bạn nhé, phao cơ. Đây là mình tắt đi kiểm tra lại này. Đây nước rất là đều này. Tiếng máy kêu tròn vo. Đấy, tiếng máy kêu tròn vo, không có giật. Đấy, mình đang gạt ra bên nóng này. Để bên nóng này. Để giữa này. Đó, nó kêu tròn vo tiếng. Như vậy là được các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ cần điều chỉnh đơn giản thôi, là tiếng nó sẽ kêu chạy tròn mà không khó chịu các bạn nhé. Nhiều người sẽ không biết cái điều chỉnh thì cứ liên hệ mình, rất là đơn giản thôi. Nhiều nhà mà không điều chỉnh cái đấy là kêu nó sẽ giật, tiếng nó chói tai, nó không khó chịu. Nó là một cái quả phao điều chỉnh này. Thì bạn nào yêu thích kênh của mình cho mình xin một like đăng ký kênh nhé. Nhu cầu sửa chữa các sản phẩm, bất kỳ sản phẩm nào thì liên hệ mình, link mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.